Hello my friend and welcome to the horror within my friend. Cơn ác mộng ở ngay bên trong mặt của my friend, hay trong mồm của my friend, trong mắt của my friend. Trong within là bên trong, trong cái gì thì không biết. Mình không thể ngủ được. Mình cần phải đi ăn một cái ngủ cốc gì đó my friend. Ngủ cốc của mình đặt ở trên bàn. Nếu như nhà này my friend cảm thấy không quen thì để mình nhắc cho my friend biết, mình chơi hai game kinh dị có một cái kết cấu y chang cái nhà này my friend. Hai game kinh dị nào thì mình xin phép không nói ra, ok? Không phải là mình nhớ và mình nói ra nó giảm đi cái sự bất ngờ. Có một cái lần là mình chơi trong cái nhà này cái thời Giáng sinh gì ấy. Ok, nghe để nhập này lên. Đặt lên bàn nào. Bùm chiêu. Ngủ cốc này mới phải ra. Bùm chiêu. Bùm chiêu. Wow, y chang tất cả cho chó vậy. Bây giờ mình ăn đúng không? Ăn chưa? Bao giờ mới ăn? Có nút bật đèn pin này mấy friend, nút F là bật đèn pin, ok? Mấy giờ rồi? Bây giờ là 3 giờ, bao nhiêu đó đó đó, 5 phút. Hình như phải lấy gì trong tủ lạnh rồi đúng không? Biết ngay rồi. Ngủ cốc là thường thường là nó trộn cái gì á. Nó trộn một cái ngủ cốc với sữa mấy friend. Ngủ cốc làm từ hạt hay là cái gì không biết. Bên Tây nó ăn chứ mình có ăn đâu. Bên Việt Nam mình lười biếng nhà ăn mì, còn bên nó là ăn cái cereal này. Biết Việt Nam bán bữa nào mua ăn thử. Bây giờ mình có thể chơi con game kinh dị mình mới mua ngày hôm qua hả? Dũng có mấy khi mua game kinh dị đâu, toàn tải free về không? Kể cả cái bản thân con game này mình đang chơi cũng free mà. Game free cho nên là đôi khi nội dung nó không đạt được theo cái chỉ tiêu mấy fan yêu cầu đó. Nó không đạt được đến cái mức gọi là nhất định gì đó. Nhưng mà đừng có buồn mấy fan ạ. Đừng buồn là tại vì sao? Tại vì mấy fan buồn là mình cũng buồn lắm á. Ngôi sao là số 3 này, hình tròn là số 6 này. Bỏ cái chuyện nói chung game kinh dị rồi, game đồ free với lại không free gì đi mấy fan. Một cái chấm cộng. Nghe đứa nó hú mấy fan nghe không? Mình mát volume lên cho mấy fan coi này. Ok. Eto cái gì đó 163 gì đó, lụi còn lại số còn lại đi hả? Tại vì nhà bao việc. 1 này là mấy? 6 3 này. Mình nói gì quên mất rồi ta. Đầy game free mình chơi nó vẫn hay mà. Đâu nhất thiết phải là không free. Nhận được chìa khóa. Đâu nhất thiết phải là nhiều game trả phí cũng bằng game free á, mình nói thật. Hết game rồi nha mấy friend. Chỗ tối nó mình vào được tại vì có đứa nào hay la ghê quá. Ok, what the hell. Hết cửa này đến cửa khác. Game trong game thật là ghê gớp. Alo. Khoan. Cửa trong game đang gõ hay là cửa ngoài đời gõ? Ai gõ cửa thế nhỉ? Hình như cửa ngoài đời gõ thì phải. À không không không, không phải cửa ngoài đời của mình mà là cửa ngoài đời trong game này này. À không, cửa ngoài đời trong game của cái tầng 1 này chứ không phải tầng 2, ok. Nhiều khi mấy fan coi cái phim gì đó, Deception á. Mơ trong mơ trong mơ mấy fan Viserys bị lú lẫn. Ôi vài kích mở cửa chi vậy nhân vật? Mở hai cánh cho nó vào chứ. Lỡ nó đi ô tô sao? Mở một cánh nó đâm gãy cửa mất. Vào đi mời vào. Vào đi cho mình ra đâu. Chết là điều không thể tránh khỏi nhưng mà mình muốn chết trong nhà mình mới phải đẹp. Chết ngoài đường lạnh lẽo lắm. Sao nó chưa vào? Không vào thì mình ra. Biết sao giờ? Hay là mình chơi game tiếp? Thì cha nó mới phải đẹp. Mình chơi game tiếp. À mà khoan, nếu mình chơi game tiếp thì mình phải đóng cửa chứ. Ủa không đóng được. Ok. Đừng nào phải trả chết mấy fan. Chết đừng phải chơi game. Cửa này không mở được. Chắc có một cái chìa khóa đâu đây ấy. Thấy chưa? Chưa gì mình thấy game này hay rồi đó. Free với chả không free. Còn một chỗ này mình chưa đi là trong cái chỗ tối kìa. Chắc trong nó có chìa khóa không nên. Không nên loại trừ cái phương án đó, ok. Nhưng mà này trong đó có đứa nào la ghê lắm. Wait what? Hết rồi. The hell. Ờ thì cái chỗ tối này nó chỉ để cái số 4 cho mình biết thôi. Không có gì hết. Mình tò mò muốn biết kết thúc của cái trò chơi này là như thế nào, ok. Trò chơi trong mê cung này này.
chứ còn số phận ngoài đời thì mình biết là kiểu gì mình chết rồi đấy, nên là mình không quan tâm lắm. What the hell? Hay là ngoài kia nó để chìa khóa nha mình ta? Có thể. Có đèn pin không? Có mà, mình có đèn pin mà trong game. Cái gì? Chắc mình nghe lộn hả? Mình nên chơi game tiếp. Ok, nói hay lắm nhờ. Má đầu tìm quá. Oh shit, cửa trong game mở rồi nè mấy fan. Cửa mà hồi nãy mấy fan ấy nè, nó mở cho mình rồi nè. À, mình biết ngay mà có liên quan đến nhau mà. Sao lại có ánh đèn ở đâu ra đây vậy ta? Vô lý quá. Có một cái van này. Cửa này đóng được không? Không à. Nhân vật giống mình vậy á. Ở trong nhà nhưng mà điện bật khắp nơi hết. Mấy phòng không sử dụng cũng bật. Mặc dù tiền điện bây giờ đang lên cao với lại điện đang thiếu hụt, cho nên mới bị xã hội lên án đó mấy bạn này. Ừ, ai vậy? Vừa thấy bạn nó đứng đó kìa. Nếu mà con ma nó có hù trong game này là mình nhanh tay ESC ra là đâu bị hù đâu. Cũng giống như tí là nếu mà giả sử con ma mà trong cái game này hù game này đứng mình đứng dậy là mình đâu bị hù đâu. Đó thấy chưa? Quá thông minh rồi em. Quá ghê gớm. Mình chuẩn bị hết rồi. Bây giờ bị hù trong này là mình ESC nè. Bị hù trong kia là mình đứng dậy nè. Bị pin rồi. Tối như chó vậy. Tay để sạch nút ESC rồi đó. Lộn. Shit. Không đồng bộ cho lắm em friend. Không đồng bộ cho lắm. Đang lấy mình bấm ESC mà bấm không kịp. Bấm ESC không kịp cho nên là mình vừa rồi phải tự đứng dậy ok. Để không bị hù, nhưng mà hình như là vẫn bị hù thì phải. Cầu chì nằm ở sau nhà hả? Nice. Tạm biệt với friend mình đi đây. À lộn, vĩnh biệt chứ. Mấy bạn nghe không? Có một tiếng bước chân của bạn nào đó chạy bình 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 bình. Cái gì? Viewer cố gắng tâm sự mà streamer éo nghe. Đây mình nghe nè. À lộn, éo ke chứ, có chuyện gì? À hello Nguyễn Thị Thu Hằng, em trai Nguyễn Thị Thu Hằng sắp lên thành phố học rồi, buồn quá hu hu. Đừng lo. À đừng buồn chứ lộn, đừng buồn mấy bạn. Tại vì là ai rồi cũng bị hù thôi, Nguyễn Thị Thu Hằng hiểu không? Hy vọng mình nói câu đó xong Nguyễn Thị Thu Hằng hết buồn mệt đấy. Và hết sợ. Ai vừa chạy ra sau lưng mình nhỉ? Nghe bình 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 bình. Cái vấn đề mà nói chung là đi học xa là cái chuyện bình thường. Ngày xưa mình cũng đi học xa nè. Để mình nói cho Nguyễn Thị Thu Hằng biết, cách đây mười mấy năm á, lúc mà mình chưa đi lên thành phố học á, mình là một người bình thường giống như biết bao nhiêu bạn trên này đó. Mình giống y chang mọi người trên này mệt đấy. Hello Ruby. Đó, thấy chưa? Mình nói chuyện rất là bình thường, rồi mình sinh hoạt rất là bình thường, tối đa mình cũng lên YouTube coi những người chơi game rất là bình thường. Nhưng mà từ khi lên thành phố bắt đầu mình trải nghiệm những cái trái ngang trong cuộc sống á, những cái bất công trong cuộc đời á, với lại bị bạn bè bắt nạt, bị thầy cô đánh đập, rồi bị thế này thế kia, rồi các kiểu con đời điều nhiều cái lắm. Riết rồi thấy chưa, Nguyễn Thị Thu Hằng thấy giờ mình có giống ai đâu, mình có giống con người nào đâu, mình nhìn đi điên cục my friend. Như thế có tốt không nào? Có tốt hay không thì không biết, nhưng mà vấn đề là Nguyễn Thị Thu Hằng cứ tưởng tượng sau này thằng em của Nguyễn Thị Thu Hằng nó sẽ giống như mình khoảng cỡ 70-80%, như thế có vui không nào? Quá là vui mẹ friend. Đem về tự dưng cứ ngồi ăn cơm, thằng em nó cứ kêu mời mọi người ăn cơm mẹ friend, con đi tắm nha mẹ friend, hello mẹ friend, mới đi chơi về nè mẹ friend, à mình mới đi học ở trên thành phố về nè mẹ friend, xin chào cả gia đình nè mẹ friend. Đó, quá là vui luôn mẹ friend. Cho nên là ý mình muốn nói là ở đây là gì? Nếu như nó có lên thành phố học thì cũng đừng buồn lắm mấy friend. Hãy nhìn xem này, một người đã từng lên thành phố học và xem gọi là dòng đời nó đã xô đẩy như thế nào, đã thay đổi một con người như thế nào, my friend. Cho nên là vui lên, đừng có buồn. Đừng buồn nha. Giờ chơi game tiếp nha, game đang hay mà, game đang hấp dẫn mà. U la la, qua bàn mới rồi, qua bàn mới rồi.
gì đây, 64 à đâu, 44. Sáu một bốn bốn sáu một hai năm cùng mất chấm com lắm thế. 9 under the bed, dưới cái giường, dưới giường nào? Biết ngay mà, nó biết ngay nói giường của mình mà, tại vì bây giờ mà vừa nói xong mình cũng phải nhìn xuống cái giường của mình ngoài đời. Ok, dưới giường ngoài đời của mình là cái quạt mà nó đang làm cho cái chân của mình rất lạnh. Ghế, tủ lạnh, bàn bồn cầu. Ghế, tủ lạnh, bàn bồn cầu, my friend. Sao, nãy giờ bạn đã còn kêu game free như kích đâu? Nếu mà có thì tự coi lại đi, xem kích của my friend có, à lộn, xem free có, xem mấy game trả phí có được game free này không hả? Dám chê game kinh dị miễn phí hả? Chấm hỏi. Mình là bà rồi. Cuộc sống này có nhiều có nhiều thứ nó miễn phí nhưng mà nó lại hay hơn cả những thứ trả phí lại. Ví dụ như là cái kênh YouTube này của Dũng. Xin lỗi, mình đang kiểu như là cố gắng làm cho mấy fan không biết được, không phân biệt được đâu là game nữa, mà đâu là đời nữa, ok. Tại vì bây giờ mình đang ở trong game mà chơi một con game, ok. Trong khi Dũng lại đang ngồi chơi game là bắt đầu nói chuyện với mấy fan giống như là game. Riết rồi mấy fan. Riết là cuộc đời mấy fan cũng sẽ gọi là game luôn. Oh my god. Nói chuyện với fan nhiều quá mình quên mất cái gì rồi. Ghế tủ lạnh bàn bồn cầu mấy fan. Ghế tủ lạnh bàn bồn cầu. Ghế tủ lạnh bàn bồn cầu. 5 5 4 5 4 5 4 8 5 4 8 7 5 4 8 7. Phải biết. Không biết. Hai cái bàn lận. Bùm. Quá ghê gớm, quá ghê gớm. Biết đâu vô trong game này lại có thêm một cái game nữa thì sao? Lúc đó chúng ta sẽ đi đến tầng thứ 3 về friend. Không phân biệt được thực tại là đâu nữa. Game này có đầy pin à, trong game này có đầy pin đó. Ngoài đời thì có đầy pin nè. Ok, nhưng mà trong game này có đầy pin không? Không. Má, vô đây không bị hù mới lạ, tối lắm. Vừa tối vừa dài vừa sợ. Chuẩn bị hù đó mấy friend, nhắm mắt lại đi. Má, tiếng thằng nào thở ghê vậy kích. Nếu mấy friend đeo tai nghe mới thấy. À lộn, mới nghe chứ. Khoan, nó thở đâu vậy? Biết ngay nó thở đây mà, mình biết. Đấy giờ người chơi game 30 năm kinh nghiệm là vậy mấy friend. Nên là đôi lúc mà kiểu như cửa phòng mà mình bị gõ cộc 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 là mình cũng biết là hàng xóm gõ hay là ma gõ hay là đâu gõ nữa. Wait what? Đây là đâu? Surprise! Ngạc nhiên không? Chúng ta qua map mới rồi nha mấy friend. Wait what? Sao mình nghe tiếng cỏ đâu vậy? Wait. Ơ! À, ai đang gọi đèn pin vào đây vậy? Mấy friend thấy đèn pin nó chiếu xuyên tường qua cái đâu cái bàn không? Hello! Dũng đi! Dũng ở trong game đi, Dũng ngoài đời ơi, hello. Mình vào chứ, mình vào chơi với Dũng nha. Dũng ơi, cốc cốc cốc. Biết trước rồi đâu sợ đâu. Thấy rồi, may mà Dũng trong game nhắc cho Dũng ngoài đời biết là Dũng sắp bị giết. Cho nên là Dũng đã không sợ my friend. Và đó là game The Horror Within my friend. Quá đỉnh. Chưa bây giờ mình chơi một game có cái ý tưởng nó táo bạo và nói chung là đầy sáng tạo như vậy mấy anh em. Tuyệt vời 10 trên 10.